MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trẻ đẹp lâu dài nhờ chuyện ấy. Là người dẫn chương trình nổi tiếng của cộng đồng người Việt tại hải ngoại, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sở hữu vẻ đẹp thách thức thời gian, thân hình gọn gàng, săn chắc. Dù đã bước sang tuổi 51, người đẹp vẫn giữ cho mình nhan sắc, làn da, vóc dáng, khiến nhiều thế hệ sau cũng phải suýt xoa ngưỡng mộ. Sau đây là những chiêu thức giữ gìn nét tươi trẻ thanh xuân của nữ MC đình đám. Chuyện chăn gối giúp trẻ lâu. Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ, chuyện chăn gối là một bí quyết giúp cơ thể và tinh thần khỏe khoắn, là phương pháp làm đẹp hiệu quả mà ít được quan tâm. Tuy nhiên, theo cô, phụ nữ lớn tuổi và đẻ nhiều thì vùng kín sẽ không còn săn chắc nữa. Đây cũng là vấn đề nan giải, đưa đến chuyện vợ chồng không hợp nhau hoặc chồng tìm đến với người thứ ba. Ngoài ra, ở thời kỳ mãn kinh, không còn estrogen cũng dễ gây thiếu ham muốn trong chuyện chăn gối. Bí quyết của nhan sắc 51 tuổi là cô uống bổ sung thêm estrogen, collagen để làm săn chắc cơ thể và vùng kín. Đây là yếu tố để giữ gìn hạnh phúc mà nữ MC duy trì đều đặn. Không ăn thức ăn trong hộp, bịch, bao bì. Để sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, bí quyết của nữ MC là duy trì chế độ ăn uống khoa học. Cô tuyệt đối không ăn đường, mỡ và tinh bột. Nữ MC chỉ ăn những thứ mình nấu được, hái được. Ngày xưa, người tiền cổ họ chỉ ăn thức ăn họ săn bắn được, hái được, đào được, ăn tất cả những gì xanh, hữu cơ, thịt. Tôi cố gắng học tập như họ bằng cách loại bỏ những thực phẩm bỏ trong bịch, hộp, từ mì ly, mì gói cho đến snack. Vì khi đó thực phẩm đã có chất bảo quản, tôi mới tập ăn như vậy 2 tháng nay và cảm thấy khỏe hơn nhiều, da rẻ cũng được cải thiện hơn trước. Nói về chế độ ăn uống, nhan sắc 51 tuổi ví con người giống như một chiếc xe chạy. Nếu đổ vào xe những loại xăng không tốt, nó sẽ phun ra những loại khói không tốt, vừa hại động cơ, vừa hại môi trường. Như vậy tất cả những thứ cơ thể chúng ta ăn vào, nếu không là những thứ xanh tốt, sẽ vô tình làm hại sức khỏe, lão hóa nhanh chóng. Uống thuốc bổ trợ. Ngoài việc ăn uống khoa học, Kỳ Duyên còn sử dụng những loại thuốc bổ trợ giúp giữ gìn nhan sắc như sữa ong chúa, đông trùng hạ thảo, nhau thai cừu, collagen. Theo nữ MC, cô không gặp tác dụng phụ khi sử dụng các loại thảo dược hỗ trợ này. Từ độ tuổi 30 trở đi, phụ nữ bắt đầu mất dần estrogen trong cơ thể, do đó con người sẽ trở nên thiếu nhựa sống. Nội tiết tố nữ là yếu tố quan trọng tạo nên vẻ đẹp từ da, ngực, bụng, cơ thể. Và cứ mỗi năm phụ nữ sẽ mất khoảng hơn 1% estrogen tự nhiên. Do đó, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khuyên các chị em độ tuổi từ 20 trở lên hãy bắt đầu chú ý đến việc bổ sung estrogen cho cơ thể, chứ không đợi đến khi lớn tuổi. Dưỡng da bằng mặt nạ trái cây tươi. Nguyễn Cao Kỳ Duyên chăm sóc da theo từng bước cơ bản, từ kem dưỡng da, kem chống nắng đến mỹ phẩm trang điểm. Cô yêu thích những loại mỹ phẩm trang điểm sản xuất từ Nhật Bản vì màu của các mỹ phẩm này làm da sáng hơn và trẻ trung hơn. Ngoài ra, nữ MC hai con cũng thường đắp mặt nạ bằng trái cây tươi như mặt nạ bơ, mặt nạ dâu tây. Cô chia sẻ những gì ăn được thì đều đắp được trên mặt. Công thức mặt nạ yêu thích của cô là nửa trái bơ cộng một thìa dầu dừa, một thìa mật ong. Bơ là loại trái cây có nhiều mỡ, tốt cho da mặt. Dưỡng tóc bằng dầu gội chuyên dụng. Về việc chăm sóc tóc, Kỳ Duyên thường uống thuốc bổ cho tóc khỏe đẹp từ bên trong, sử dụng thuốc xịt dưỡng tóc và dầu gội chống rụng tóc, chống nắng cả bằng kem và bằng thuốc. Ở Việt Nam, điều cần nhất để dưỡng da là chống nắng vì ánh nắng mặt trời gay gắt. Điều làm lão hóa nhanh nhất không phải là da nhăn, mà là da bắt đầu xuất hiện những đốm tàn nhang đen. Vì vậy, khi ra đường, Kỳ Duyên luôn sử dụng kem chống nắng có độ SPF 50. Tuy nhiên, khi sử dụng kem chống nắng thôi chưa đủ, chỉ cần đứng ngoài nắng 2-3 tiếng đồng hồ, kem đã hết hiệu quả. Khi chúng ta đã trang điểm lên rồi, nếu cứ bôi kem chống nắng lên lớp da trang điểm nữa thì rất bất tiện. Do đó hiện nay ở Thụy Sĩ có một loại thuốc uống để chống nắng từ trong da. Loại thuốc này có tác dụng làm mờ sắc tố đen từ trong da và tôi thường sử dụng chúng kết hợp cùng kem chống nắng. MC Kỳ Duyên chia sẻ, tập luyện ít nhưng đều đặn. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho rằng có nhiều người ghi tên tập gym trả tiền rất nhiều, xong chỉ tập được 1-2 tháng. Lúc đầu họ tập cũng rất hăng say nhưng sau đó lại lười. Chúng ta nên làm những thứ vừa vặn nhưng đều đặn thì sẽ có hiệu quả. Đừng đề ra cho mình kế hoạch và những bài tập quá nặng để rồi nhanh bỏ cuộc. Thay vào đó hãy tập những bài tập vừa sức nhưng đều đặn. Cô chia sẻ, mỗi tuần MC Kỳ Duyên dành 1 tiếng đồng hồ vào 3 ngày trong tuần để tập luyện. Cô bật mí thêm về cách tập luyện đặc biệt đó là 5 tư thế hít thở của Tây Tạng, được viết trong cuốn sách Suối Nguồn Tươi Trẻ. Bài tập này được cho là có thể làm xoay ngược tuổi trẻ. Có nhiều người làm theo và thấy tóc bạc chuyển thành tóc đen. Năm tư thế đó nếu tập mỗi ngày 21 lần, tập ở nhà với thảm hoặc khăn thì bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt. MC Kỳ Duyên nói thêm, ngoài ra cô cũng khẳng định tập luyện chỉ quyết định 20% việc giảm cân, còn chế độ ăn uống chiếm 80%. Và theo cô nên biến cách ăn uống khoa học thành một lối sống, chứ không chỉ là trong một khoảng thời gian nào nhất định. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn chia sẻ về lý do ghét cay ghét đắng quê hương Việt Nam. Nguyễn Ngọc Ngạn là một hiện tượng trong sinh hoạt văn học nghệ thuật của cộng đồng người Việt hải ngoại. Ông là một nhà văn có nhiều độc giả. Từ khi có những sáng tác đầu tiên đăng trên báo tiếng Việt ở hải ngoại vào đầu thập niên 1980, chỉ 1-2 năm sau khi ông vượt biển đến trại tị nạn ở Mã Lai và định cư ở Canada từ mùa hè 1979, ông cũng là nhà văn Việt ở hải ngoại, có sách bằng tiếng Anh được xuất bản đầu tiên tại Hoa Kỳ, là tác phẩm
The Wind of Heaven, nhà xuất bản Lutheran 1982 viết về trại học tập cải tạo, về sinh hoạt đời sống tại Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 dưới chế độ chủ nghĩa xã hội. Không ý tưởng cao siêu hay triết lý mơ hồ, các chuyện ông viết chỉ hàm chứa những điều thường ngày, phảng phất nét văn hóa phong tục hay truyền thống, kể cả hủ tục của người Việt. Chuyện của ông ít có mặt trên các tạp chí văn học mà thường đăng trên các báo mang tính đại chúng như Văn nghệ Tiền Phong, Nhân chứng, Việt Nam Hải ngoại, Làng văn Chiêu Dương, Tiểu thuyết Nguyệt San, Phụ nữ Diễn đàn, vân vân. Vì thế ông có đông độc giả ở khắp nơi, từ Hoa Kỳ, Canada sang Úc Châu, Âu Châu. Khi chưa có YouTube và phương tiện truyền thông xã hội, còn là những tờ báo in, những tạp chí, tôi đoán một tác phẩm ăn khách nhất của ông, tái bản nhiều lần, có số in nhiều cũng chừng 10.000 bản. Nhưng từ thập niên 90, khi ông làm CD đọc truyện thì số độc giả càng đông hơn vì họ có thể nghe sáng tác của ông khi lái xe hay trong lúc đi bộ thể thao. Bây giờ vào Google tìm, nhiều tác phẩm của ông trên YouTube có đến vài triệu lượt nghe, xem. Khó có nhà văn người Việt nào còn trong nước hay ở hải ngoại đạt được những con số như thế. Cuối năm 79, tôi tình cờ có dịp gặp anh Nguyễn Ngọc Ngạn khi mấy anh em sinh viên đại học UC Berkeley lái xe lên Vancouver thăm người hàng xóm của một bạn học là anh Vũ Mạnh Hải, mới từ trại tị nạn Bi Đông qua Canada định cư, cũng như anh Nguyễn Ngọc Ngạn. Vào những năm đầu thập niên 80, tôi đã thích các chuyện ngắn của ông đăng trên báo. Đó là những câu chuyện đọc qua, nhiều người sẽ thấy hình ảnh của mình trong đó. Từ một bác sĩ, một ông cựu quân nhân, một cô ca sĩ, một bà thích xem bói vì mê tín dị đoan, tin vào tử vi, một chủ cơ sở thương mại ở California, cặp vợ chồng lãnh trợ cấp xã hội, một Việt kiều hay một y sĩ, bác sĩ, quản giáo, một người tù cải tạo dưới chế độ Cộng sản đều hiện diện rất sinh động trong tác phẩm của ông. Một ý tưởng vụt lên trong đầu hay nghe thấy hoặc do ai đó gợi lên, ông lấy ý và xây dựng cốt truyện nhân vật. Các nhân vật trong truyện của ông nửa thật nửa hư cấu nên cũng có ít nhiều trùng hợp ngẫu nhiên, khiến có bạn đọc tưởng là ông viết về họ, như trường hợp bốn nữ văn sĩ nọ, cũng như ca từ Trịnh Công Sơn mông lung về một mối tình và hình bóng một thiếu nữ khiến nhiều cô tưởng nhạc sĩ viết về mình, cho mình. Chuyện của ông đặt trong không gian ở quê nhà, trải dài từ những năm 50, trong xóm đạo, màu cỏ úa cho đến những sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở miền Nam California nắng ấm hay Canada xứ lạnh, nhưng không phải lúc nào cũng đầy ắp tình người, như chuyện ngày trở lại với âm mưu giết chồng cũ để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ. Những đối thoại rất thật và tự nhiên, nhiều lúc làm độc giả phải cười vì những trớ trêu trong cuộc sống dưới chế độ Cộng sản. Nhiều tác giả cũng viết về một câu chuyện hay về những cái ngây ngô ngớ ngẩn, kém hiểu biết, chỉ nói như vẹt của các cán bộ Cộng sản. Nhưng không mấy ai viết dí dỏm được như Nguyễn Ngọc Ngạn. Một ngày ở bên ấy và bước thêm bước nữa viết về trại học tập cải tạo, về trình độ kém hiểu biết của cán bộ Cộng sản và hay đa nghi nên lúc nào cũng cho là phản động, CIA cài người. Một tù nhân bị chất vấn nhiều lần vì cho rằng tên không có tên lót là động chạm đến lãnh đạo. Chính trị viên tiểu đoàn giảng bài cho tù cải tạo nghe, so sánh, đồng chí Lê Duẩn nói rất dài nhưng không thừa một chữ nào, đồng chí Phạm Văn Đồng nói rất ngắn nhưng không thiếu một từ nào. Hai đồng chí ấy đối lập nhau, khiến một tù nhân ré lên cười để rồi bị bắt phạt lao động thêm giờ. Chuyện Lạc Long Quân lấy bà Triệu Ẩu, hình ảnh và trình độ của y sĩ, bác sĩ Cộng sản được ông đưa vào chuyện ngắn ven rừng, viết năm 94, vừa khôi hài vừa châm biếm qua sự việc con lợn bất thình lình chết với lời thơ chế. Tin đâu như sét đánh ngang, con lợn đang sống chuyển sang từ trần. Khi Việt Nam mở cửa, người Việt hải ngoại được về thăm quê hương. Có người vui và cũng có gia đình buồn vì tan nát. Ngày trở lại đã miêu tả điều đó qua đôi vợ chồng người Việt ở Canada. Mà theo tác giả, bao nhiêu gia đình đang êm ấm ở hải ngoại. Hễ để cho ông chồng về nước một mình là kể như bắt đầu ngày tàn của hạnh phúc. Chuyện chống cộng trong trên lối mòn hậu chiến, chuyện sử Việt trong màu cỏ úa về xã hội miền Bắc vào thập niên 1950, trong quan tài buồn về những chính sách sửa sai sau cải cách ruộng đất. Các tác phẩm của ông thu hút đông độc giả nên ông Tô Văn Lai, giám đốc trung tâm Thúy Nga đã mời nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn làm MC cho các chương trình Praise by Night. Trong tập Một thập niên nhìn lại, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn kể rằng khi được mời làm MC, sau nhiều đắn đo suy nghĩ, một trong những lý do ông nhận việc này, theo đề nghị của người em ruột là nhạc sĩ Ngọc Trọng, khuyên ông nên xuất hiện trên Paris by Night ít nhất một lần để cho thân phụ đã 82 tuổi còn ở Việt Nam thấy mặt và giọng nói của ông sau bao năm xa cách.
bắt đầu từ Paris by Night 17, phát hành năm 1992 là có sự cộng tác của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn trong vai trò MC. Cho đến nay, Thúy Nga hải ngoại đã tròn 40 tuổi với 132 cuốn băng được thực hiện với nhiều chủ đề. Paris by Night đã là thương hiệu có trong mọi gia đình người Việt tại hải ngoại. Trong vai trò MC cho các show ca nhạc, hình ảnh của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã trở nên gần gũi với quần chúng. Bên cạnh cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đôi khi nói nhiều hiểu ít đã đem đến cho khán giả những nụ cười trong khi chờ đợi đổi màn trên sân khấu. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn là người Bắc di cư năm 1954, thời trẻ tham gia hoạt động sinh viên, tốt nghiệp Đại học Văn khoa Sài Gòn, có thời gian là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, dạy Việt văn bậc trung học. Sau 1975, có mấy năm ông đi học tập cải tạo và trong chuyến vượt biển cuối năm 78, người vợ cùng con duy nhất của ông đã chết trên biển. Tất cả những trải nghiệm đó làm nên con người ông, cho ông chất liệu sáng tác gần 100 tác phẩm nhiều thể loại. Ông ít được biết đến trong nước vì chính thức thì Paris by Night không được phép lưu hành tại Việt Nam. Và những năm bản lề của Thiên Niên Kỷ, các băng Paris by Night có mặt tại Việt Nam đều làm sao chép lậu để bán hay cho thuê. Qua trải nghiệm của riêng mình, tôi được xem vài băng trong nhà người quen ở Sài Gòn thì chỉ có các tiết mục ca nhạc, còn phần MC giới thiệu bị cắt bỏ. Theo một người chuyên cho thuê băng, đó là làm ăn thương mại có tự kiểm duyệt để tránh gặp rắc rối với nhà nước. Ngày nay qua YouTube, Facebook thì không thể kiểm duyệt nội dung hay ngăn cấm người trong nước xem các chương trình của Thúy Nga Paris by Night của các trung tâm băng nhạc hải ngoại. Là người của công chúng nên ông không tránh khỏi những chỉ trích gièm pha hay chống phá. Paris by Night 40 chủ đề mẹ với hình ảnh thiên lệch về quân lực Việt Nam Cộng Hòa lồng ghép trong ca khúc Ca Dao Mẹ đã khiến một số người phẫn nộ kéo đến biểu tình trước trung tâm Thúy Nga ở Little Sài Gòn, quận Cam. Cuối năm 97 tôi có cuộc phỏng vấn với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Ông nhận xét băng Paris by Night 40 là một biến cố ồn ào nhất. Anh hỏi tôi đánh giá sự kiện đó như thế nào thì tôi chưa tìm được câu trả lời. Nhìn bề mặt tôi chỉ thấy rõ một điều ngạc nhiên là đối với những cuốn băng tuyên truyền đích thực của Cộng sản thì người ta coi rất nhẹ, đánh giá rất thấp. Trong khi đó, một khuyết điểm của băng Thúy Nga thì lại tạo nên một trận cuồng phong. Tôi thấy sự kiện này không thể dùng lý luận chính trị để cắt nghĩa được. Được biết đến nhiều nhất qua vai trò MC, nhưng có lẽ ít người biết nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn không ngần ngại nói lên quan điểm của mình qua những phân tích và nhận định. Một thập niên nhìn lại phát hành năm 94 là nơi ông ghi lại những sinh hoạt, gặp gỡ và cảm nghĩ của mình, từ văn học, nghệ thuật, chính trị đến xã hội, truyền thông báo chí trong giai đoạn 82-92. Ông phản đối việc phổ biến tác phẩm của những nhà văn trong nước mà một số người cho là phản tỉnh, hay những văn nghệ sĩ có chủ trương hòa giải với Cộng sản. Những tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp, Trần Mạnh Hảo, Dương Thu Hương, theo ông vẫn chưa phải là sáng tác trong tự do, mà chỉ ra đời khi được nhà nước cho phép. Chỉ thơ Nguyễn Chí Thiện viết trong tù nhưng tự do trong tư tưởng của chính tác giả mới là văn chương phản kháng đích thực. Khi làm chủ tịch Văn bút Việt Nam hải ngoại từ năm 89 đến 91, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã phản đối dự án vinh danh Hồ Chí Minh của UNESCO, phản đối trung tâm William Joyner Center của Đại học Boston có chương trình nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam mà chỉ muốn giao tiếp với văn thi sĩ miền Bắc mà không thực sự quan tâm đến những tác giả của phía Việt Nam Cộng Hòa. Ông cũng đã vận động với các chính phủ để can thiệp cho văn nghệ sĩ còn bị cầm tù, cho những thuyền nhân vượt biển được tạm cư thay vì trục xuất về Việt Nam. Là một MC nổi danh, là tác giả của nhiều tác phẩm, phản ánh thực tế những bất công, xấu xa trong chế độ Cộng sản, ảnh hưởng của ông có sức lan tỏa nhanh chóng để hóa giải ảnh hưởng của ông. Hà Nội mời ông về nước, nhưng từ lâu ông đã không có ý định về Việt Nam. Năm ngoái trả lời phỏng vấn BBC News tiếng Việt, ông xác nhận, chính quyền cũng đã liên lạc với tôi nhiều lần qua các đại sứ quán, cũng như tổng lãnh sự ở Mỹ và Canada, tức là không phải chỉ là bầu sâu không, mà bên phía chính quyền Việt Nam cũng có ý mời tôi về. Còn về bầu sâu, áp lực nhiều nhất mà mới tôi về là lúc cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam. Họ mong tôi về chung với cô Kỳ Duyên. Tôi không có ý định về mà khi tôi sang trình diễn tại Campuchia. Khi đó bầu sâu từ Hà Nội, họ bay thẳng sang cả Campuchia điều đình. Họ mời tôi về, nhưng tôi lại không có ý định về Việt Nam.